sát. Tiếp tục sát. I live in a room with five people. Sáu người. Đó. Một phòng hai triệu một tháng. Một phòng hai triệu một tháng. Yeah, but here you have many hostels in Saigon. You have many hostels. There are people from everywhere, America, Japan, Europe. But for me, they're very cheap. You don't pay for electricity. You don't need to pay for Wi-Fi. You have washing machine. Có máy giặt. À, và nước miễn phí. Oh, nước sinh hoạt đó. Rẻ hả? Rẻ không? Yeah, yeah. Free electricity. Phía sau chợ Thái Bình. Phía sau chợ Thái Bình. Thái Bình.